Ngày 19 tháng 5 năm 2021, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do ông trưởng ban tôn giáo Hồ Hải Tân làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565. Tiếp đoàn tại văn phòng Ban trị sự tỉnh Kon Tum, Chùa Huệ Chiếu, có Hòa Thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum cùng Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Tại đây, ông Hồ Hải Tân đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể chức sắc, tăng ni và bà con Phật tử tỉnh nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565. Ông đánh giá cao tình cảm của đồng bào Phật giáo trong tỉnh Kon Tum, luôn tích cực với các công tác từ thiện xã hội tại địa phương, cũng như có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Tổ chức nhiều hoạt động tương thân tương ái giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở xã, phường, thị trấn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Người dân thực hiện chỉ đạo của chính phủ về cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh. Ông động viên Hòa Thượng Thích Quảng Xả tiếp tục hướng dẫn tăng ni và Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng đạo Pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan tâm động viên bà con Phật tử tích cực tham gia các hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định xã hội sau giai đoạn cao điểm chống đại dịch COVID-19, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Hòa Thượng trưởng Ban trị sự Thích Quảng Xả đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nói chung, cũng như trong dịp tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Qua đó gửi lời chúc tốt đẹp, bình an đến quý phái đoàn đã đến thăm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân mùa Phật đản về.